đang tập boxing, bất ngờ vì Apple Watch gọi cảnh sát tới. Một huấn luyện viên boxing tại Australia vô tình gọi 15 cảnh sát và nhân viên cấp cứu do Siri trên Apple Watch được kích hoạt. Ngày 17 tháng 1, Jamie Anne, 34 tuổi, võ sĩ Muay và huấn luyện viên boxing tại PTG Lazerville, Sydney, Australia đeo chiếc Apple Watch Series 7 trong lúc tập luyện vào sáng cùng ngày. Anne vô tình khiến đồng hồ gọi 15 cảnh sát đến phòng tập. Trả lời Newscom Au, Anne cho biết cảnh sát bước vào phòng tập lúc 7 giờ 45 phút ngày 17 tháng 1. Tôi nghe ai đó bước vào, nhìn xung quanh thì thấy một viên cảnh sát, ông ấy đi đến và nói họ đã nhận cuộc gọi về tiếng nổ súng. Anne cho biết, anh trả lời rằng mình không nghe thấy gì. Viên cảnh sát vẫn đi quanh phòng tập, hỏi Anne rằng có người nào khác hay không. Trả lời cảnh sát, Anne nói có hai huấn luyện viên đang làm việc. Ít phút sau, khoảng 15 cảnh sát vũ trang xuất hiện, có cả xe cấp cứu, sự việc khiến Anne sợ hãi. Mọi người bước vào còn tôi tự hỏi chuyện gì đang xảy ra thế này. Một trong số họ hỏi rằng Jamie Anne là ai, huấn luyện viên boxing 34 tuổi cho biết. Cảnh sát nói rằng tôi là người gọi điện, nhưng chẳng thể có chuyện đó bởi tôi không mang điện thoại trong lúc tập. Anne nói thêm, sau khi kiểm tra điện thoại, Anne phát hiện cuộc gọi đến 112, một trong những số điện thoại khẩn cấp tại Australia. Ngoài ra, có một tin nhắn thoại từ dịch vụ cấp cứu cho biết cảnh sát và xe cứu thương đã được điều đến vị trí. Trước đó, Anne đeo Apple Watch trong lúc tập luyện cho khách hàng. Sau khi nhớ lại, anh phát hiện đã vô tình kích hoạt Siri trên đồng hồ. Tôi muốn gửi đồng hồ do khá vương víu, nhưng Siri vẫn hoạt động trong lúc tôi hô tổ hợp. Anne cho biết, lúc đó, anh hô động tác 112, con số trùng hợp với tổng đài khẩn cấp nên Apple Watch đã gọi điện. Tiếp đến, Anne nói những từ như good shot hoặc nice shot, làm tốt lắm. Điều đó khiến nhân viên tổng đài hiểu lầm có một vụ nổ súng hoặc tự tử. Do đó, cảnh sát và xe cứu thương được điều đến địa chỉ phòng tập. Trên Apple Watch, người dùng cần nhấn giữ nút xoay Digital Crown để kích hoạt Siri. Trong trường hợp này, Anne vô tình đọc số 112 nên đồng hồ gọi đến dịch vụ khẩn cấp. Sau khi trình báo vụ việc, thiết bị còn gửi vị trí người dùng đến tổng đài. Tất nhiên, không có vụ tự tử hay nổ súng xảy ra nên cuộc gọi của Anne chỉ là báo động giả. Trả lời phỏng vấn, Anne bất ngờ khi cảnh sát đến quá nhanh và đã tắt Siri để tránh tình trạng tương tự xảy ra.